bạn của mình. Cảm ơn.
thầy xin chúc chúc lành cho tất cả các anh chị em ca viên trong ban ca đoàn Teresa Giêsu nhân dịp phần của mạng và chúc lành cho các anh chúng con sắp dùng đây qua lòng tay rộng lớn của Chúa và tất cả mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Một lần nữa chúc con một mạng ca đoàn. Alleluia. Mà Palestine nó nằm ở dưới miền Nam, thì Bethlehem á, hai Bethlehem nó thuộc về lãnh thổ Palestine ở dưới miền Nam, còn Nazareth hay Jerusalem á, là miền Bắc và miền miền Nam nhá của nước Do Thái. Rồi đi cụ ước là đi từ Vương quốc Jordan, xong rồi đi qua Tân ước. Tân ước là đi từ lên miền Bắc là Nazareth, thiên thần đọc lãnh thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ. Rồi đi xuống miền Nam là thành phố Jerusalem và sau đó qua bên Palestine thăm hang đá Bethlehem. Rồi xong rồi đoàn của con đi xong hai cái đó của ước và tương ước thì đoàn của con đi qua Ba Lan. Đi qua Ba Lan là biến cái nơi sanh trưởng và lớn lên cái nhiếp rửa tội đó, cái bồn rửa tội của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, rồi chị Thánh Faustina. Thì câu hỏi như thế này, đây là câu hỏi tiếu: tại sao viếng đi quê hương Đức Thánh của Chúa Giêsu Kitô rồi thì tại sao đoàn lại đi Ba Lan mà không đi nước khác mà đi Ba Lan? À, thì Đức Cha Thành có nói như thế này: nếu ai có hỏi tại sao đoàn đi thì cứ trả lời là sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ ở Jerusalem, xong rồi Chúa Giêsu đi Ba Lan. Là nếu bây giờ mình bắt trước Chúa Giêsu mình đi Ba Lan là chúng ta còn tiếu rồi. Nhưng mà khi đến Ba Lan đó, khi đến Ba Lan thì chúng ta biết rồi, thì trong một đất nước mà có hai vị thánh mà ngày hôm nay ai cũng biết, đó là Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và Nữ Thánh Faustina. Và trong nói đến Nữ Thánh Faustina thì chúng ta phải nhớ tới là lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa thì nó phải liên tưởng đến một cái việc mà chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bởi vì chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai đó, nó sẽ
xảy ra trong cái bối cảnh của 1900 nhớ mấy không? 1919 đó, rồi kết thúc vào chiến tranh thế giới thứ hai 1945. Thì trong cái thời gian đó chúng ta thế giới mặc dù là đau khổ của hai chiến tranh nhưng thế giới lại sản sinh ra, lại phát sinh ra một vị thánh, đó là thánh Faustina mà xuất thân từ Ba Lan, và ngay cái vùng Auschwitz. Và cái vùng Auschwitz là cái vùng gì? Cái vùng đó là cái vùng nơi mà Đức Quốc xã họ có cái gì? Có cái phòng hơi ngà để mà giết hàng loạt diệt chủng đó, gọi là diệt chủng dân tộc Do Thái ở ngay cái Auschwitz. Và cái Auschwitz nó rất là gần với lại quê hương của người thánh Faustina, và nó rất là gần với lại thánh giáo hoàng Giao Phương Đình Nhị. Cho nên chúng ta thấy đó là ở cái vùng Đông Âu đó có cái nước Ba Lan, mặc dù nó đau khổ, thế giới đau khổ vì nạn phát xít Đức diệt chủng á, cả dân tộc Do Thái là cộng hết luôn đó, và cả luôn tất cả mọi người á, gọi là những người nào mà gọi là dơ bẩn trong xã hội của Đức Quốc xã. Chúng ta nhớ có bộ phim ở Việt Nam á, Họng Súng Vô Hình rồi này kia đấy, thì tất cả những cái phim đó nó diễn tả về cái chế độ của Đức Quốc xã, thì Đức Quốc xã nó giết cộng lại hết 11 triệu người trên thế giới, 11 triệu người, và trong đó là 1 triệu hơn là người gốc Do Thái, tức là cái diệt chủng. Tại vì sao? Tại vì ông Hitler, chúng ta nhớ cái thời đó ông Hitler, mà ông Hitler ông hồi nhỏ đó, ông là con người tốt, ông lớn lên trong một cái là những người Do Thái là những đứa trẻ cùng tuổi với ông. Nhưng khi ông Hitler đó, ông lớn lên đó, ông muốn đi học ngành nghệ thuật về kiến trúc sư, nhưng ông thi vô trường không có đậu, mà những người Do Thái toàn là các thanh niên Do Thái đậu không ạ, thì ông nuôi cái hận, ông nuôi cái hận là ông không được có cái giấc mộng là trở thành người kiến trúc sư hay học hội họa, mà còn người Do Thái, cho nên ông ghét người Do Thái. Và khi mà ông lên ông làm thủ lãnh và tướng đó, trong quân đội phát xít Đức đó, là từ đó ông mới ra cái lệnh là từ năm 1939 ông bắt đầu ra cái lệnh là bây giờ phải diệt chủng, diệt tộc Do Thái, diệt hết luôn. Cho nên khi mà đi vào trong cái Auschwitz, cái nơi mà giết người hàng loạt mà bằng hơi ngạt đó, thì đó là một cái đau buồn, rất là thương. Nhưng cái bên cạnh đó nó có cái án ủi cũng nước Ba Lan với cái hiện tượng mà diệt chủng đó và giết người hàng loạt đó, thì cũng xuất hiện hai vị thánh. Và bên cạnh đó chúng ta không quên một vị thánh nữa, mà một vị thánh xuất thân và ra đời từ trong cái trại tập trung Auschwitz. Thì trong cái trại tập trung Auschwitz đó, một vị thánh, chúng ta biết cái thánh nào không? Maximilian Kolbe là ngài xuất, ngài làm thánh từ trong cái trại tập trung đó. Cô rất là giỏi. Ngài bị giam ở dưới tầng lầu, ở dưới hầm ở dưới. Và cái lý do là chúng ta biết cái câu chuyện nào rồi. Nhưng mà ngài giam vào trong thế nào? Ngài giam vào trong cái phòng gọi là phải để cho đói, chết vì đói. Giống như cái chuyện mà chị Hà mới kể, chết vì đói. Tức là, nhưng mà 10 người tù chung với ngài thì 9 người kia chết rồi. 2 tuần sau họ vô thì họ đã 9 người kia chết rồi. Mà thằng Maximilian Kolbe không chết. Không chết, mà dù là đói đó, đói bỏ, đói 2 tuần rồi không chết. Sau đó thì quân phát xít Đức của trại giam Auschwitz họ tiêm thuốc vô cho trong qua đời luôn. Và Đức Giáo hoàng, Đức Thánh Giáo hoàng Giao Phong Đời Nhị, Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giáo hoàng Francisco, 3 vị giáo hoàng đã vào cái phòng đó, và mỗi vị thắp một cái nén phụng sinh. Cho nên nếu chúng ta có đi thăm đi viếng thì chúng ta sẽ thấy trong cái phòng của ngài là có 3 cái nén, 3 đời giáo hoàng như thế. Và nói gì thì nói, thì con nghĩ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đó, nếu được nên đi 3 nơi. Một nơi đó là quê hương của Chúa Giêsu Kitô, là vị thầy chí thánh của mình, là mình tôn thờ ngài, mình thờ ngài, mình coi như là mình nên đi để mình biết đây là một con người có thật và cái di tích thánh nó có thật. Rồi một nơi đi nữa là một linh đài về Đức Mẹ, bất cứ ở đâu, có thể Đức Mẹ La Vang, hoặc là Đức Mẹ Aureli, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Mẹ Guadalupe, hoặc là Đức. Và cuối cùng là nên đến cái trung ương của Đạo Công giáo chúng ta, đó là Vatican,
nơi mà ngày xưa cha phó học ở đó, ở Roma. Trong đời nên đi đến ba điểm này. Ông bà và anh chị em thân mến, trong đời người Công giáo, chúng ta có ba nơi cần phải ghé và cần phải viếng thăm. Nơi thứ nhất, nơi đầu tiên, đó là quê hương của Chúa Giêsu Kitô, nơi mà Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Ngài được cưu mang, Ngài được sinh ra và Ngài lớn lên, và đặc biệt là Ngài cuộc tử nạn của Ngài bác thập giá trên đồi Canvê chết và phục sinh ngôi mộ trống. Đó là điều đầu tiên. Nơi thứ nhất, đó là quê hương của Chúa Giêsu. Nơi thứ nhì là một nơi hành hương đến một linh địa của Đức Mẹ ở nơi nào đó, có thể là Đức Mẹ La Vang, có thể là Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Mẹ Du, Đức Mẹ Guadalupe, một nơi nào đó mà về Đức Mẹ rất là linh thiêng. Chúng ta đi, chúng ta biết và cảm nghiệm về Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Và một nơi thứ ba, đó là nơi cái ngai, cái tòa của đạo Công giáo của chúng ta, chúng ta gọi là trung ương á, đó là tòa thánh Vatican, vương cung thánh đường, thánh Phêrô, tất cả mọi vương cung thánh đường đặt ở bên Roma, và đặc biệt là vương cung thánh đường thánh Phêrô, cái ngai trị vì của Đức Giáo hoàng của chúng ta. Xin được tổng kết lại là ba nơi nên đi: quê hương của Chúa Giêsu, Đức Thánh đó, nước Do Thái và nước Palestine, và một nơi hành hương kính Đức Mẹ, và cuối cùng là ngai tòa Thánh Vatican của chúng ta.